Chánh niệm trong nghệ thuật. Sư giải thích cho con hai câu hỏi. Chánh niệm mà Đức Phật dạy ý nghĩa là gì? Dùng từ chánh niệm cho những thứ làm động tâm tham sân si là sai lời Phật dạy phải hay không? Chúng ta rất là lạm dụng cái từ chánh niệm, trong khi chúng ta không hiểu Phật dạy chánh niệm là cái gì. Cái chánh niệm mà Đức Phật nói đó, tức là sự thiết lập niệm, bốn nơi để thiết lập niệm. Tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Nói một cách khác, chánh niệm tức là việc thực hành tứ niệm xứ. Chỉ khi nào quý vị thực hành tứ niệm xứ thì đó mới là chánh niệm trong bát chánh đạo. Ngoài ra đó, nó có một cái bên ngoài cái bát chánh đạo mà cũng có thể gọi là chánh niệm, đó là gì? Thứ nhất á, chúng ta cần hiểu sammasati, mà chúng ta hay dịch là chánh niệm. Samma có nghĩa là đúng đắn, mà sati tức là sự ghi nhớ, niệm tức là sự ghi nhớ, chánh niệm tức là sự ghi nhớ một cách đúng đắn. Ghi nhớ cái gì là đúng đắn? Tức là ghi nhớ về hơi thở vào, hơi thở ra. Đấy. Ghi nhớ về ân đức Phật, ghi nhớ về ân đức Pháp, ghi nhớ về ân đức Tăng, ghi nhớ về việc tùy niệm thí, rồi tùy niệm thiên, tùy niệm niết bàn. Đấy. Rồi ghi nhớ về các sinh ái trắng, xanh, vàng, đỏ. Đấy. Đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng. Hay là sư nói một cách khác cho quý vị dễ hiểu hơn. Tức là chỉ có niệm khi nào đó mà nó là niệm trong 40 điều mục thiền chỉ thì cũng có thể được gọi là chánh niệm. Hoặc là bốn niệm xứ, tứ niệm xứ đó thì cũng được gọi là chánh niệm. Nhưng mà do trong bát chánh đạo đó 40 điều mục thiền chỉ thì đưa vào trong chánh định, cho nên ở đây không được nói tới, mà chỉ nói đến là tứ niệm xứ, tức là chánh niệm mà thôi. Do đó không có cái chuyện mà ví dụ như là nghệ thuật, sư nói nghệ thuật cắm hoa mà quý vị dùng cái từ chánh niệm ở trong đó thì nó vớ vẩn. Hoặc là như ở bên Nhật á, nó có những cái là thiền trà, võ đạo, họ cũng là thiền. Nhưng mà cái thiền của họ, quý vị nên nhớ như vậy, nó không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn. Quý vị nên nhớ như thế. Ngay cả như trong bốn niệm xứ đó, ngay cả như trong bốn niệm xứ, nói cho đúng ra đó, nó chỉ giới hạn trong các sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Những sinh hoạt đơn giản, ví dụ như đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi tay, mặc y, mang bát, ăn, uống, nhai, nếm, cho đến cả việc tiêu tiểu. Chứ còn sư xin thưa là trong cái việc của vị cắm hoa đó, nếu như mà với một hành giả tứ niệm xứ đó, khi mà vị ấy nhìn vào bông hoa, vị ấy phát hiện là tâm tham sanh khởi, thì khi đó vị ấy giải quyết cái tâm tham thì làm gì còn cái chuyện mà cắm hoa được. Sư xin thưa là không, những cái chuyện mà liên quan tới nghệ thuật á, quý vị không thể áp dụng tứ niệm xứ vào được. Nói thì nói chơi cho vui thôi, chứ đến khi quý vị thực hành thì chỉ có những người á, giỏi lý luận thôi, nói giỏi chứ họ chưa bao giờ họ thực hành thì họ mới có cái kiểu nói như vậy. Còn nếu như quý vị thực hành ấy, thì quý vị sẽ thành thật với chính mình để biết đó, cái tâm mà quý vị đang cắm hoa đó là tâm gì nha. Và nếu như đối với một hành giả tứ niệm xứ, vì ấy đang thực hành chánh niệm, khi một tâm bất thiện khởi lên, vì ấy ngay lập tức phát hiện và vì ấy giải quyết cái tâm bất thiện đó, chứ không phải là chạy theo tâm bất thiện đó. Thì lấy ví dụ như
Quay lại cái vấn đề là cắm cắm hoa đi. Khi mà vị ấy nhìn một bông hoa, vị ấy ngay lập tức vị ấy quán niệm, tâm tham đang có mặt, tâm tham đang có mặt, và vị ấy phải giải quyết cái tâm tham đó. Thì khi vị ấy giải quyết tâm tham đó thì làm gì có cái chuyện mà cắm hoa rồi ngắm hoa rồi làm cho đẹp, chỉ nó không thể nào làm được hết trơn. Quý vị cứ thực hành đi, quý vị phải thực hành thì quý vị mới thấy được cái chuyện này, chứ còn không thôi chúng ta chỉ ngồi chúng ta nói dốc với nhau thôi, nói với nhau cho vui. Rồi cho đến cái chuyện là một cái anh ăn trộm, một cái anh ăn trộm, ảnh ảnh nạy ổ khóa, ảnh chăm chú vào từng hành động của ảnh, chúng ta không thể nào nói ảnh là đang chánh niệm được. Ảnh có niệm đó, nhưng mà cái niệm của ảnh là ảnh ghi nhớ về cái việc mở ổ khóa, chứ nó không dính dáng gì đến cái chuyện là thực hành chánh niệm. Bởi vì nếu như mà với một hành giả tứ niệm xứ đó, khi vị ấy nảy lên cái tâm gọi là tâm muốn ăn trộm, thì ngay lập tức vị ấy phải biết được đây là tâm bất thiện, và vị ấy phải giải quyết cái tâm bất thiện đó, chứ không có chuyện là chạy theo tâm bất thiện cho đến cái chuyện là mình cầm cái dụng cụ lên mình mở mở khóa là nó đã quá trễ rồi. Ngay khi cái tâm bất thiện vừa sanh khởi là vị ấy phải biết ngay. Mà sư nói là để dẫn đến cái cổng nhà của người khác là nó đã trễ rồi đó. Huống chi là cái chuyện mà mình cầm cái ổ khóa người ta lên, huống chi là cái chuyện mình cố gắng mình nạy ổ khóa. Cho nên chuyện đó không thể xảy ra, chuyện đó không thể xảy ra. Ngay khi vị ấy phát hiện cái tâm bất thiện, vị ấy phải dừng ngay lập tức. Có một sư nói, thôi là sư nói sư đi. Khi mà chưa xuất gia đó, khi chưa xuất gia cách đây cũng rất là lâu rồi, thì trước khi xuất gia thì sư có kết hôn. Rồi trong một lần, nói nó hơi đời tí xíu, là trong một lần đang gần gũi vợ chồng, đang gần gũi vợ chồng, tự nhiên là cái tự nhiên có trong đầu mình á, tự nhiên là một cái bài kinh kinh Nhật tụng á, tự nhiên là nó giống như là nó phát ra trong đầu của mình, thì mình thấy rất là kỳ. Tại vì lúc đó đang gần gũi vợ chồng mà một cái bài kinh mình nó phát ra trong đầu như vậy, nếu mình duy trì, nếu mà duy trì không thể cách chi mà tống cái bài kinh nó ra khỏi đầu được. Mà nếu mà mình vẫn làm như vậy thì chẳng khác nào là mình đang có gì đang làm ô nhiễm cái bài kinh. Lúc đó suy nghĩ như vậy, lúc đó còn là cư sĩ, lúc đó suy nghĩ như vậy. Và đem khi mà lúc đó đem cái chuyện đó lên hỏi một vị sư, thì vị sư nói là thôi làm gì biết cái nấy thôi, làm gì biết nấy thôi. Nhưng mà sau này khi mà sư đã xuất gia, có sự thực hành tứ niệm xứ một chút xíu gia long ở bên ngoài, không có sự chứng đắc gì hết, thì sư nhận thấy rằng cái đó không đúng. Cái sự gợi ý của vị sư kia là sai lầm. Cho nên quý vị biết là không phải cứ thấy cạo đầu đắp y, là mình hỏi thì người ta trả lời cái gì là mình cũng nhận bừa là đúng, thì không phải. Bởi vì đó, sư quay lại trường hợp, đối với trường hợp cũ, nếu như mình biết khi đó đó mình đang chìm đắm trong tham ái, chìm đắm trong tham dục á, nếu như mình có thực hành tứ niệm xứ thì ngay lập tức vị ấy dừng lại, chứ không có chuyện làm tiếp đâu, vị ấy dừng lại. Bởi vì đó là tâm bất thiện, tham dục cũng là tâm bất thiện. Thành ra trong các cái hành động mà liên quan đến gọi là tham sân si mà quý vị đòi chánh niệm, thì quý vị chỉ chánh niệm khi mà nó xuất hiện, chánh niệm để nỗ lực diệt trừ nó, chứ không phải là để chúng ta chạy theo nó, mà quý vị vẫn gọi là chánh niệm. Ví dụ như cái anh thợ mở ổ khóa, cái anh ăn trộm, trong khi ảnh đang ăn trộm ảnh chánh niệm thì chuyện đó là không thể xảy ra. Đấy.
Hơn nữa đó, quý vị nên nhớ như thế này nè. Trong chú giải kinh Tất Cả Lậu Hoặc, cái phần mà chú giải đoạn trừ bằng tri kiến, bằng sự hiểu biết, chú giải như thế này: cái niệm á, chú trong cái phần mà đoạn trừ bằng sự thu thúc có nói như thế này: cái niệm á, cái vai trò của nó như là một người lính gác cổng thành. Trong một cái ngôi thành mà tất cả các cái cửa, các cổng thành nó đều được mở, bị mở toang ra hết, thì cái người lính á, có trách nhiệm là gác cổng thành để chi? Để không cho giặc nó vào, không cho những kẻ bất thiện nó vào. Cũng vậy đấy, vai trò của anh Niệm, ảnh canh giữ các giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vai trò của anh Niệm đấy, ảnh canh giữ, phòng hộ các cái giác quan. Thì khi mà các cái bất thiện khởi lên, các cái bất thiện khởi lên, ví dụ như cảnh sắc nó thiêu đốt cặp mắt, cảnh âm thanh nó thiêu đốt lỗ tai, cảnh xúc chạm nó thiêu đốt cái thân, thì ngay lập tức anh Niệm anh phải phát giác liền. Anh Niệm ảnh ghi nhớ, ảnh biết liền, ảnh biết cái chuyện đó. Ngoài ra đó còn có một cái từ là sampajanya, tức là tỉnh giác. Tỉnh giác cũng là có đôi khi nó cũng là một cái thái độ cảnh giác đối với các tâm bất thiện. À, nếu như mà nói để cho quý vị dễ phân biệt á, tức là gì, cái anh Niệm á, là anh gác cổng thành, nhưng mà cái anh mà sampajanya tức là cái anh mà tỉnh giác á, làm cái trách nhiệm đó là cái người gác cổng thành đó tỉnh táo và cẩn trọng. Nó thuộc về cái tính chất của cái người gác cổng thành, quý vị nắm ha. Thì để cho cái người gác cổng thành á, không có ngủ gật, không có lơ là, thì đó là nhiệm vụ của anh tỉnh tỉnh giác sampajanya. Còn nhiệm vụ của anh Niệm á, ảnh là cái anh lính gác cổng thành đấy. Và các cái cổng thành á, tương ứng với 6 cái giác quan của chúng ta đấy. Cho nên là không có cái chuyện là cái tâm bất thiện xuất hiện mà không biết. Cũng trong chú giải có nói đó, chỉ khi nào mà cái người lính gác cổng thành đó lơ là nhiệm vụ, có ý là bỏ khỏi cái chỗ canh gác, không muốn canh gác nữa, thì khi đó đó kẻ gian, kẻ xấu nó mới vào, giặc cướp nó mới vào. Cũng vậy, khi chúng ta buông bỏ niệm, chúng ta không giữ gìn niệm nữa, thì khi đó các tâm bất thiện nó mới khởi lên, nó mới xâm nhập vào các giác quan của chúng ta đấy.